Rồi nói xong sẽ ra ngay thôi. Có nóng lòng á cũng vô ích. Đúng. Chờ chút nữa đây. Mọi người ngồi hết ở đây làm gì? Qua đây. Chị nói xấu ông chủ nghe rồi. Sau đó chị bị ông chủ kêu về phòng trách phạt. Bây giờ chị buồn rầu dữ lắm. Phải đó, ông chứ một mình chị vô á. Ông nói gì vậy? Phải đó. Chuyện gì vậy? Mau nói đi. Chẳng lẽ có chuyện gì? Đúng rồi. Mọi người tự lo cho mình còn hay hơn. Chúng tôi có chuyện gì? Ông kia tôi giao tên. Giao tên gì? Sao? Ông chủ mới nói doanh thu của nhà khách không tốt, phải chi tiêu tiết kiệm. Hỏi tôi có thể đuổi ai không? Vậy đuổi ai? Tôi là hạng người đó sao? Tôi nói với ông, tất cả nhân viên trên dưới đều rất quan trọng cho nhà khách, không giao gì hết. Giỏi quá. Không được. Chị Nhàn không có giao tên thôi không có nghĩa là ông chủ không có đuổi. Không chừng đến lúc đó chúng ta ai nấy đều có phần đó. Đúng rồi. Đừng trách tôi không báo trước cho mọi người biết. Những người có lương cao, tuổi cũng cao, còn đi làm thêm liệu hồn chút đi. Chú Thông à, chú được bao nhiêu rồi? Tôi... Chú Qua, chúc chú may mắn. Những ai còn trẻ đừng nghĩ là thoát nạn. Lương của mọi người cũng khá lắm. Ông nói những người như cô cậu ra ngoài làm cùng lắm chỉ giá 8-9 ngàn thôi. Tính sao bây giờ? Tôi và cô Hạnh ai cũng phải lo cho gia đình mà. Tôi đã làm công việc này mấy năm nay rồi, tự nhiên nó đuổi là đuổi à. Tôi kiếm đâu ra việc khác chứ? Không lẽ còn phải đi bồi dưỡng sao? Cái này gọi là chưa lên ngôi thiên tử, sắm sẵn dao giết người đó. Không lý nào chúng ta ngu ngốc ngồi đây đợi nhận thư đuổi việc, tính sao đây hả? Phải đó. Anh nói câu đó rất đúng. Dĩ nhiên chúng ta không thể khoanh tay chờ chết. Ông muốn hất hủi chúng ta chứ gì? Chúng ta phải ra tay trước ông. Mỗi người viết một lá thư thôi việc cho ông chủ, làm cho bọn họ không kịp trở tay, buộc ông chủ đuổi bọn họ đi. Nhất định có chúng ta, không có họ. Hay lắm. Đúng rồi. Trời, chú Khai, sắp thư vậy vậy, đây là cái gì vậy? Là thư thu việc tập thể. Cái gì? Thu việc tập thể? Tức là chơi trò nguy hiểm. Đừng có nóng nảy. Phải, chú có nói giao nhà khách cho con quản lý. Bây giờ chú không phải ngăn cản con, chú chỉ mong con dùng cách bạn bè để thương lượng với bọn họ. Chú Khai à, con rất là hiểu chú. Nhưng mà làm vậy, tất cả bọn họ làm như vậy thì... Chú hiểu, chú hoàn toàn hiểu rõ. Đám người dở hơi này không có đáng binh vực chút nào hết á. Đó, thí dụ như cô Nhàn vậy, bản tính xấu, 40 mấy tuổi rồi vẫn chưa tìm được chồng, đúng là tội nghiệp lắm. 10 mấy tuổi cô đã làm ở nhà khách rồi, lúc nào cũng than thở vì nhà khách cho nên không tìm được chồng. Thật ra liên quan gì tới chúng ta? Có điều cổ không có công thì cũng có lao. Con hiểu, họ là cố cựu mà. Đó, cũng như cậu Vinh vậy, hễ thấy người ta chơi mạt chược thì liền bắt ghế ngồi xuống làm khán giả, việc gì cũng không chịu làm. Đó, cậu ta. À, chú Khai, chú không cần nói nữa. Con hiểu rất rõ ý của chú rồi. Mọi chuyện chú giao cho con giải quyết đi. Giao cho con giải quyết là đúng, nhưng mà con cũng nên giúp cho họ đi. Chú yên tâm đi chú Khai, không lẽ chú đã lên tiếng rồi con cũng không nể mặt chú sao? Con biết xử mà. Vậy thì tốt quá. Lần này chúng ta làm ra mạnh như vậy, ông chủ mới có chịu nhượng bộ không? Yên tâm đi. Tuy ông chủ nói nghỉ hưu thôi, nhưng suy cho cùng cũng là thái thượng hoàng, có ông chủ hậu thuẫn chúng ta nhất định không sao đâu. Tóm lại tất cả chúng ta đồng lòng làm căn, tôi thật không tin ổng sẽ đuổi hết chúng ta. Xin chào. Bây giờ đông đủ rồi phải không? Đúng rồi. Dạ vâng. Chị Anh. Chuyện gì? Chị đã làm 13 năm rồi. Phải. Hàng năm có 14 ngày phép, nhưng năm nào chị cũng nghỉ không đủ. Bây giờ còn lại 23 ngày, nếu chị thôi việc thì số ngày nghỉ đó tôi sẽ bù tiền cho chị. Chị có thể nhận đủ 5.500 đồng. Hả? Tôi... Anh Vinh à? Còn anh á thì hoàn toàn trái ngược, năm nào cũng nghỉ lố ngày phép. Trước đây còn mượn 5 tháng lương. Nếu anh nghỉ, chẳng những không được lãnh lương, còn phải làm thêm 2 tháng, còn phải bù lại 19.368 đồng 2 hào 8 xu cho nhà khách. Trời ơi. Tức là bây giờ ông chủ đuổi việc chúng tôi hả? Phải. Mọi người đừng biết mà. Dĩ nhiên tôi phải tính đủ lương cho mọi người. Nè,
Tôi làm đúng luật rồi mà, tôi không tính sai đâu. Ông chủ có biết không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tối qua chú Khai mời tôi uống trà, chú nói giao mọi chuyện cho tôi giải quyết. Tôi nói sao là chuyện của tôi. Ông chủ không làm như vậy đâu. À đúng rồi, phải đó, nguy hiểm tôi, chúng ta không đồng ý đâu. Mọi người nghĩ mọi người là chuyện nguy hiểm của tôi hay sao? Mọi người đừng quên biệt danh trong ngành du lịch của tôi là gì chưa? Là cam đoạt mệnh đó, không phải hữu danh vô thực đâu. Tôi mà chịu bị uy hiếp sao? Thôi được, nếu tất cả các người thật sự không muốn làm thì lập tức giải quyết số tiền này giùm tôi. Lập tức sell đi cho tôi. Hả? Ủa? Chú Khai. Chú Khai. Họ tới đây gặp con. Vào đi. Chú Khai à. Chú biết, chú biết. Chú đã nói không xen vào mà. Nhưng bây giờ họ sợ con không chịu tha thứ, cho nên chú thay mặt xin lỗi. Chú Khai à, chú ra ngoài trước đi. Chuyện này tụi con biết cách giải quyết. Họ thật sự có thành ý xin lỗi con đó. Chú Khai à, chú có hiểu hay không? Chú đứng sợ sợ đi, con khó nói chuyện lắm. Chú mau ra ngoài trước đi. Ê, không phải, ra ngoài ý trước chú, đi, chú là... Ra ngoài đi. Được, được. Ông chủ, chủ. Đóng cửa. Chú Thông, chú nói mắt của chú bị cườm. Tờ 500 nhìn thành tờ 800. Không làm được chuyện này, không làm được việc kia. Chuyện gì cũng đổ thừa bản thân mắt bị cườm. Vậy tại sao chú không tự tới bệnh viện mổ đi chứ? Chú đừng nói với tôi là không được nha. Nè, nội của tôi bị cườm mắt đó. Ngủ một đêm thôi, vậy là xong rồi. Ở tuổi của chú làm sao già hơn nội của tôi chứ. Nè, nghe nói chú mới năm mấy tuổi thôi. Cậu Phát, cậu thanh niên trai tráng, hai mấy tuổi đầu, người ta 70-80 tuổi còn tỉnh táo hơn cậu. Ngày nào tôi cũng thấy cậu ngáp lên ngáp xuống. Thật ra cậu tan sở đi đâu vậy? Quan trọng đến không được nghỉ ngơi sao? Nhà khách mướn cậu về đây làm trắc nghiệm tấm đệm nằm ngủ hay sao? Mướn cậu tới đây làm phục vụ thôi. Cậu làm ơn mỗi tối đi ngủ sớm dùng cái đi. Ngủ đã rồi, ngủ đủ rồi, dậy sớm tới đây làm. Có phải rất khó không? Có phải sẽ chết không? Chị Nhàn, năm nay chị được bao nhiêu tuổi rồi? Chị không trả lời tôi cũng biết. 40 chứ gì? Có phải 70-80 tuổi đâu, tự nhiên lại mắc chứng bệnh Alzheimer là sao? Tuổi nghề cao nhất là chị, tiền lương cao nhất cũng là chị. Suốt ngày nói là không nhớ chuyện này, không nhớ chuyện kia. Có trí nhớ hay không, bản thân chị biết rõ nhất. Nếu chị thật sự không nhớ, kiếm cái viết ghi lại không được hay sao? Chị biết chữ mà, phải không? Hả? Không cần tôi chỉ chị mà, phải không? Còn chú nữa chú Hoa. Tôi tìm được tên của chú trong danh sách của cục cấp nước. Lê Quốc Hoa đó. Lê Quốc Hoa đó. Trời ơi, chú có nhầm lẫn không vậy? Hàng tháng nhà khách có trả lương cho chú mà. Chú làm thêm cho cục cấp nước. Đâu làm việc làm thêm của chú, đâu là chỗ chính thức của chú. Tôi hoàn toàn không sao hiểu nổi. Suốt ngày chú không có mặt ở đây, trốn ra ngoài làm thêm. Nè, vụ lần trước nhà khách bị cháy là do dây điện hở mạch. Lúc đó chú trốn đi đâu vậy? Nếu như có người kiểm tra dây điện định kỳ thì đâu có xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Anh Vinh, tới lượt anh đó. Suốt ngày tôi thấy anh nghe headphone cá ngựa. Bây giờ luôn cả đáp anh cũng cá. Hoàn toàn không có tâm trí làm việc. Anh nấu ăn không ngon tôi cũng bỏ qua. Nè, anh làm ơn coi lại nhà bếp của anh đi. Dầu khói bám đầy mấy tấc, còn dính chèm nhẹp nữa nè. Nè, suốt ngày ra vào nhà bếp anh chịu nổi hay sao chứ? Ê! Hả? Bộ cô sợ lắm hay sao? Sợ sao suốt ngày nói chuyện điện thoại không à? Cô là nhân viên lễ tân mà. Trách nhiệm của cô là giúp khách nhận phòng, trả phòng, làm thủ tục. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô làm hết á. Tôi chỉ thấy cô ngồi nói chuyện điện thoại thôi. Cô thích ngồi cầm điện thoại như vậy, sao cô không tới công ty điện thoại làm điện thoại viên đi ha? Chị Anh, chị Hạnh, hai chị đúng là tuyệt đại song kiều, hai đóa hoa kim hoa. Hai người là trưởng bối, tôi cũng thấy ngại miệng trách hai người lắm. Hai chị làm ơn lúc dọn dẹp phòng, đừng lo nghe radio nữa. Tự xét lại đi. Tuổi của hai chị đã cao rồi, khó ra ngoài tìm được việc làm lắm. Cho dù tiếp tục đi học lớp bồi dưỡng nghề nghiệp, cũng khó tìm được một ông chủ tốt như chú Khai đây nè. Cậu Huy, cô Bình. Hey. Sau vụ khủng hoảng tiền tệ, đi tới đâu cũng thấy giảm lương. Nhưng chú Khai không có. Hàng năm còn tăng lương. Cho luôn tiền hớt tóc, cho luôn tiền thưởng, không thiếu một xu nào. Ông chủ như chú Khai không tiệp được ở chỗ khác đâu. Chú Khai tốt với mọi người như vậy, chẳng những mọi người không biết ơn chú, cùng nhau quản lý tốt nhà khách, trái lại còn hùa nhau ăn hiếp chú nữa. Mọi người tự hỏi lương tâm của mình đi. Mọi người có phải là con người không?
Tôi đã nói xong rồi đó. Không bao giờ tôi ép buộc người khác. Nếu người nào muốn đi, cánh cửa ở sau lưng tôi tuyệt đối không cản trở mọi người ở đây. Còn nếu như muốn ở lại thì mọi người làm ơn tập trung tinh thần, cùng nhau quản lý tốt nhà khách này, coi như trả ơn cho chú Khai đi. Có ai muốn đi không?